Hello anh chị, em Quang kính chào tất cả quý anh chị và các bạn đang theo dõi và đang xem clip của em. Hôm nay em Quang gửi đến quý anh chị một mẫu xe Kia Carnival bản Signature mới dầu nha quý anh chị nhé. Con này sản xuất 2022 được logo mới rồi nha quý anh chị. Con này bản Signature thì là bản cao nhất của Kia Carnival mới dầu quý anh chị nhé. Thì con này em Quang bán giá thực sự là rẻ nhất thị trường luôn nha quý anh chị. Con này thị trường đang bán lên quanh 1.4 tỷ, và hiện tại thì con này em Quang chỉ bán với mức giá chỉ có 1.388.000 thôi quý anh chị ạ. Xe rất là mới luôn, xe vừa mới về hôm qua là em cho rửa và lên cửa hàng luôn nha quý anh chị. Cho nên con này thường thì em Quang sẽ quay một clip sơ bộ là xe vừa về xong rồi xe lên cửa hàng thì em Quang mới quay tiếp một clip lên cửa hàng. Nhưng mà hiện tại do con này nó mới quá, nó sạch quá, đẹp quá cho nên em Quang chỉ rửa qua nước lã, hút bụi lại nội thất thôi rồi lên cửa hàng luôn nha quý anh chị. Xe vẫn chưa có một vết chì xước nào cả. Thì con này em Quang giới thiệu rất là nhiều rồi và em Quang cũng đã từng bán rất là nhiều dòng xe này rồi. Thì hôm nay em Quang xin phép giới thiệu thêm một lần nữa nha quý anh chị nhé. Thì con này thì ở bản Signature nó sẽ là mặt ga lăng dạng lưới, dập phối những ô vuông mạ chrome nha quý anh chị. Còn ở bản Luxury thì vẫn có thanh sọc hình vòng. Thì nhìn sẽ không được bắt mắt như ở bản này nha quý anh chị. Hệ thống đèn chiếu sáng ở tất cả các phiên bản đều là hệ thống đèn chiếu sáng full LED luôn nha quý anh chị. Và đèn dãy đèn LED định vị ban ngày cũng là đèn LED luôn nha quý anh chị nhé. Ở phía dưới biển số có một cái radar để sử dụng phanh khẩn cấp, adaptive control và hệ thống bấm đôi và cảnh báo lệch làn và giữ làn đường nha quý anh chị nhé. Xe bên hông xe là một bộ mâm la răng phay hai màu. Hai màu, kích thước mâm là 18 inch nha quý anh chị. Và mâm và bộ vỏ là Michelin. Vỏ Michelin thì quý chị biết rồi, vỏ Michelin thì thường thì mua sẽ rất là tốn tiền nha quý chị. Quý chị nào mà ví dụ như xe mà không được trang bị vỏ lốp Michelin á, mà trang bị lên lốp Michelin thì sẽ tốn một khoản tiền rất là lớn nhé, 4 lốp phải 2-3 triệu nha quý anh chị. Phía trên gương thì là gương gập điện, lồng gương chỉnh điện, có tích nhợt, xi nhan báo rẽ nè, cảnh báo điểm mù nè, và camera 360 nha quý chị nhé. Sorry, không có cảnh báo điểm mù mà có cam 360 và có hệ thống xi nhan cam cặp lề nha quý anh chị. Đề nổ xa top nè quý anh chị ạ. Đây, đề nổ xa top. Màn hình thì được thiết kế một cái màn hình dài từ trung tâm khoang chỗ lái này, khoang lái sang tới trung tâm xe luôn nhé, đến giữa xe luôn. Màn hình liền có bản Luxury thì ở chỗ này nó sẽ bị rách rời ra nha quý anh chị. Khoan này tách rời ra hai màn hình riêng biệt. Thì nói chung là công dụng thì như nhau thôi, cũng xài Apple CarPlay và Android Auto thôi. Hai cửa bên hông xe đều là sử dụng điện hết nha quý anh chị nhé. Và cốp điện cũng được dùng cốp điện luôn. Xe ở bản full thì sẽ có hai cửa sổ trời. Ở đây quý anh chị, hai cửa sổ trời ở đây. Ở đây nữa. Ở trên vô lăng ở bản full này á, ở bản Signature á thì sẽ có nè, như giữ làn đường nè, rồi hệ thống bấm đuôi nè, cruise control nè. Rồi ở đây có cảnh báo lệch làn nha quý anh chị. Cảnh báo lệch làn, hệ thống chống trơn trượt thì xài dòng nào cũng có rồi. Và có thêm ấy là ở bản Premium và bản Signature thì sẽ là cần số nút xoay nha quý anh chị nhé, nút xoay. Thì, ở bản Luxury vẫn là đấm số gạt lên gạt xuống. Có phanh điện tử này, ở đây có phanh điện tử auto hold và đây là remote này để chuyển chế độ lái nhé. Nó có 4 chế độ lái là eco, smart, smart và normal nha quý anh chị. Auto hold thì hệ thống dừng đèn đỏ này, làm mát ghế này, sấy ghế này, sấy vô lăng này, bật tắt cảm biến, camera 360. Đây, camera 360 rất sắc nét luôn. Điều hòa thì là điều hòa độc lập từ điều hòa auto. Ba vùng độc lập nha quý anh chị. Đây ở vùng này là bên tay trái nè, là bên tài nè, bên phụ nè và rear. Ở đây là điều hòa phía sau. Đấy, điều hòa phía sau, hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba quý anh chị nhé. Xe thì ghế tài và ghế phụ là được kết hợp là ghế chính điện nha quý anh chị. Màu ghế da rất là đẹp luôn. Hai ghế giữa này cũng được chính điện luôn nha quý anh chị. Còn hàng ghế thứ ba là gập nằm xuống ở dưới phần cốp gầm. Cốp nằm gần gầm xe quý anh chị. Đây nhé. Xe ghế tài có thêm hai vị trí nhớ lái luôn nha quý anh chị. Em quên mất ở đây có một cái sạc không dây nữa nha.
Sạc không dây có thì tốt, nhưng không có thì cũng không sao quý vị. Thật sự thì thạc sạc không dây rất là nói đùa vui chứ thật sự là rất là phế quý chị nhé. Sạc 2V nè, sạc hoài cũng không, cả ngày cũng không vô đầy pin được nữa. Đây hai ghế này có thể nằm ra rất là thoải mái luôn, đi dành cho các bậc trưởng lão hoặc là cha mẹ đi với gia đình nha. Rồi vợ ngồi sau, các con nằm sau nằm nghỉ thoải mái luôn nha quý anh chị nhé, rất là sướng luôn, có bệ tùy chân luôn. Ở hàng ghế này, ở hàng ghế thứ hai á, nếu mà không nằm á, mình có thể ở cái khoang giữa này nè, ở khoang giữa này có thể đi ra đi vào thoải mái luôn nha quý anh chị. Hàng ghế thứ ba là gặp nằm xuống đây luôn nè quý anh chị, gặp nằm xuống dưới luôn, rất là rộng luôn. Thì nếu mà không gặp xuống thì mình có thể để lên trên để mình để được cái vật gì đó dài cao nha quý anh chị. Còn nếu mà để mà có thể nằm ngang được thì mình để gặp ghế xuống dưới luôn. Ở tất cả các kiến ở hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba quý anh chị đều có rèm che nắng hết nhé. Đây đều có rèm che nắng hết, có tay nắm rèm này, hàng ghế thứ ba cũng có này, có cốp là không có thôi. Cửa mở rất là dễ nhé, chỉ cần một chạm thôi là cửa tự động trượt ra rồi. Ở phần cốp xe thì là cốp chính điện nha quý anh chị. Đây nãy có nhắc rồi, cốp chính điện thì không có đá cốp nha, được thêm cái đá cốp thì quá tốt quý anh chị. Mẫu xe này đi gia đình nữa quý anh chị, thoải mái tha hồ đi luôn quý anh chị ạ. Mình không không phải lo lắng khi mình đi full tải 7 người mà lại không có đủ diện tích để mà để vali hay là thêm đi ra ngoài á, không để đỡ thêm được đồ nhé. Con này có thể đáp ứng được hết tất cả quý anh chị nhu cầu quý anh chị luôn á quý anh chị ạ. Tuy là chỉ có một cái buồng là gầm thấp thôi, nhưng mà thật sự nếu mà con này mà gầm cao thì đi cũng em sợ nó khá chồng chành, tại vì xe đã to rồi mà gầm cao thì nó không được hài hòa, không được đẹp cho lắm nha quý anh chị. Gầm nó nếu mà không có bệ bước thì gầm xe cũng khá là cao, nhưng mà có bệ bước thì nhìn cái xe nó sẽ bị thấp đi quý anh chị nhé. Với lại con này nha quý anh chị, đi cực kỳ tiết kiệm luôn. Trước giờ em chưa thấy con xe nào mà nó bự nó to mà như vậy mà đi tiết kiệm lắm quý anh chị ạ. Thì con này bữa em có quay một con clip rồi, là đi có khoảng 6 lít mốt đi từ 6 lít 9 đi từ Lâm Đồng về nhé, con màu đen 6 lít 9 trên 100 km chung quý chị ạ. Xe cực kỳ đẹp luôn và giá xe bây giờ nó cũng là rẻ rồi quý chị. Quý chị nào tham khảo thì cứ liên hệ cho em Quang cái số điện thoại 0377652627 nhé. Xe em Quang cam kết cho quý chị xe không đâm đụng, không ngập nước, không gặp một số máy móc luôn quý chị. Bảo hành cho quý chị 6 tháng 10.000 cây, tặng quý chị thay nhớt lần đầu luôn nhé. Xe này thì vẫn được hỗ trợ vay ngân hàng 70% định giá ngân hàng, thời hạn vay là 7 năm nha quý chị. Cảm ơn tất cả quý chị đã theo dõi hết clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở clip tiếp theo ạ.